Wow, xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh của tôi chính là Quy, chính là Quy Núp đây. Và trước khi video này bắt đầu, các bạn đừng quên rằng là để lại cho tôi một nút like, một nút đăng ký và một nút chia sẻ nha các bạn ơi. Hôm nay tôi đã có tiền. Trời ơi, mà không biết có tiền, hôm nay có tiền để làm cái gì các bạn? Không biết mua gì vậy ta? Bạn muốn mua tì dây, bạn muốn mua tủ lạnh đến với tô gà tì dây. Xin chào các bạn, các bạn muốn coi qua thử gọi là cái tì dây đời mới nhất chúng tôi. Nhiều quá các bạn ơi, nó nói cái gì vòng vòng á, quan trọng là giá nhiều. Thì TV này chị có trị giá 1 tỷ đô nhưng mà sale còn 1.000 đô. 1.000 đô? Hả đồ ghẻ vậy trời. Các đừng có bấm đằng sau đó không quan trọng, chúng ta hãy coi đằng trước thôi, đừng có bấm vô á. Đằng sau này có cái nút gì đây, bấm vô coi. Ôi trời. Cái thằng chó này mày phá tao. Trời ơi, tiếng ghê, xích nữa là lừa được mày đang về nhà rồi. Trời ơi. Mày thằng chó này lúc nào nó cũng qua, lúc nào nó cũng kiếm cách để phá mình, chọc mình, tức mình đó các bạn. Phá các bạn fan của mày kêu tao làm đó, các bạn fan là anh ơi, hãy thử thách say hay à bí mật bên trong cái TV đi anh ơi. Bởi vậy bí mật là cái gì? Thì ra các bạn fan có bình luận hả? Thôi được rồi, bây giờ đi theo tao, tao sẽ dẫn tụi mày thử thách xây nhà bí mật bên trong cái TV các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã tới cái chỗ xây TV khổng lồ của mình rồi. Và bên trái đây là thằng tô gà xây bên đó, còn bên phải là mình xây bên này. Mình đừng to hơn các bạn. Này xây, à đù, chưa kịp nói là xây bằng vàng luôn các bạn. Được, mày chọn bằng vàng rồi. Ủa mày quên cương ăn. Mặc dù tôi rất là thích vàng các bạn, nhưng mà thôi, vì các bạn fan rất là thích kim cương, cho nên hôm nay tôi sẽ xây kim cương cho các bạn xem nha. Kim cương ra tôi xây trước cái nào. Wow, đó, ok, được rồi. Let's go. Xong rồi, đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Trời ơi, nhìn cái TV của mình nhìn chưa có đẹp đúng không? Tại vì tôi chưa chuẩn bị kỹ bên trong rồi các bạn. Thôi được rồi, bây giờ á, cái TV thì nó sẽ có những cái kênh truyền hình, như là kênh hoạt hình nè, kênh thời sự rồi các kiểu đúng không? Tôi cũng sẽ làm như vậy, tôi sẽ chia ra làm 3 kênh là thử thách. Đó, với lại một cái nút tắt các bạn ơi. Nè, đây là nút tắt TV nè, kênh 1, kênh 2, kênh 3. Ok, được rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vô làm cái kênh 1 đầu tiên chứ các bạn. Được rồi, đến với thử thách đầu tiên của chúng ta thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái sàn nó cao lên một bậc một xíu các bạn. Đó, nó sẽ cao như vậy nè. Và ở trên đây thì mình sẽ làm một cái tầng gọi là tầng để tham khảo các bạn. Tiếp tục thì mình sẽ xây những cái đường đỏ như thế này nè các bạn. Đó, nó thành một cái đường như thế này nè các bạn. Đây chính là thử thách đi theo đường đỏ các bạn. Đi lệch ra ngoài là chết các bạn ơi. Mình phải đi núp vô cái đường đỏ này nè. Đó, mình sẽ đặt những cái bẫy gai kim cương này, nó xoay vô. Nó chiếm qua chiếm lại. Rồi ơi, sau đó mình sẽ chuyển qua kênh 2 nha các bạn. Đang ta da đang. Đã xong rồi các bạn ơi. Còn bây giờ anh em xem khi tôi bấm qua kênh 2, chuyển qua kênh 2 nè. Ai cha. Đó, chuyển qua kênh thứ hai rồi các bạn ơi. Việc đầu tiên thì mình sẽ biến cái sàn này thành một cái sàn gọi là sàn lava các bạn ơi. Đó, một cái TV ở đây. Rồi mình sẽ quăng sấm sét vô đây. Cha. Đó. Trời ơi, các bạn thấy sấm sét nó bắt đầu chớp qua chưa? Và nhiệm vụ của mình á là mình phải ngồi lên cái này nè các bạn. Mình phải ngồi lên đây. Sau đó mình phải làm nhảy làm sao để né qua tất cả những cái sấm sét này không to, là nếu mà mình đi qua dính một cái là mình sẽ bị xèo luôn, chết luôn á các bạn nhé. Đúng là Quy Núp mà có kế hết. Sau đó thì mình đặt một cái đường ở giữa để phân chia team bên nào các bạn ơi. Đó, nó sẽ như thế này. Sau đó mình sẽ lắp cái sàn này thành một cái sàn giống như là sàn chơi game vậy các bạn. Từ mình lắp cái sàn, một cái sàn mà giống kiểu sân bóng á các bạn ơi. Chuyển qua kênh tiếp theo nè. Được rồi, bây giờ tôi sẽ làm một cái thử thách khá là hay. Bây giờ tôi sẽ lấy những cái dụng cụ này ở trong cái túi đồ của tôi nè anh em. Đó, đây. Rồi, và sau đó là tôi sẽ bắt đầu xây những cái này nha các bạn. Xây nè. À, đây, tôi sẽ xây. Bây giờ tới cái kênh thứ ba của tôi muốn làm một cái kênh giống như kiểu là kênh thể thao vậy các bạn. Thì bây giờ để tôi xây một cái gọi là cái lưới nha các bạn. Đợi mình một xíu. Sau đó mình đặt một cái banh ở giữa và thế là xong. Bây giờ mình chỉ cần cầm chiếc vợt này mà mình đánh vô nó. Trời, mình không có ngồi lên nó nha. Rồi nếu mà vô khung thành bên kia thì mình thắng, còn nếu mà nó vô khung thành bên mình thì mình thua các bạn ơi. Thì đó, thì trò chơi như thế, trò chơi thứ ba của mình nó sẽ như thế này các bạn ơi. Thì các bạn thấy hay không? Đừng quên bình luận phía dưới nha. Mình nghĩ là cái thử thách của mình đến đây là xong rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi review từ cái TV rồi xem cái TV nào xịn đó các bạn à. Let's go. Rồi, được rồi, đã xong rồi. Xong luôn rồi các bạn ơi. Tô gà TV nè, tôi có TV. Tổng cộng là 2 kênh. À được, có 2 kênh. 2 kênh chất lượng nha chú, 2 kênh chất lượng. 2 kênh chất lượng luôn, để tôi xem kênh của con tô gà có kênh gì đây ta. Ok, để rồi tao bật coi, kênh 1. Kênh đầu tiên đây. Ủa sao ngược vậy, tính là tắt xong rồi kênh 1, kênh 2 mới đúng chứ mày. Thích chạy được không mày, thích được không? Ok, được rồi, tao bấm nha. 1,
2, 3, chiêu. Tèo, kênh đầu tiên, kênh trò tiên chơi hơi bị xịn các bạn ơi. Cái nhiệm vụ của trò chơi này là mày phải thu thập được 3 cục vàng. Đúng vậy, đúng vậy, mỗi nơi tao đã bỏ 1 cục vàng. Ok, ok, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ tao chỉ cần nhảy qua thôi mà. Mày nhảy hộ coi. Mày nhô mày nhảy rồi. À đùa, ok, ok, ok. Ok, này khó các bạn ơi. Tại vì mình phải canh làm sao cho nó chuẩn để mình nhảy qua. Mày ngu. Khó gì trời. Mày tưởng dễ hả con, mày tưởng dễ hả không đâu. Con gà này thấy được. Tạm biệt Huy Nú Lô rồi. Nhảy. Trời ơi là canh canh gì tệ vậy. Ui trời ơi. Cần coi lại nha, lại lần này. Quay nhảy qua. Phải không, mình nhìn thử thách dễ vậy thôi chứ thật ra rất là khó nha. Ui mở. Được một cái cục. Có vàng lên mà phải thu thập đủ 3 cục nha. 3 cục nha. Quá trời. Ghê đó, ghê đó. Mình phải nhìn ngơ góc nhìn thứ ba này. Mình nhảy nè, coi cành nè. Nhảy, nhảy, nhảy. Ui, ghê vậy. Đừng giỡn mặt cái Winup, ok. Cái cuối mới khó nha mày. Cái cuối mới khó nha mày. Cái cuối mới khó. Cái cuối khó thiệt các bạn ơi. Ôi, mình phải canh làm sao để mình nhảy một phát ra đây. Mình phải đứng đây nè, đứng ngay đây. Đó, ok, ok, ok. Mình phải đứng ngay sát sát ở đây nè. Và đợi là... Ôi, ghê trời. Ba cái rồi nha Toga tí ơi. Rồi lô đưa tao mày. Rồi mày được phát triển kênh rồi đó. Chuyển kênh cho mày như thế nào. Hóa ra là thằng Toga của bắp. Tính ra là cái bẫy này cũng được đó. Làm mình tốn khá là nhiều thời gian để có thể hoàn thành được nó. Thì các bạn nghĩ sao về cái bẫy này thì quên bình luận phía dưới nha. Còn bây giờ thì tôi sẽ chuyển cái kênh sang cái kênh khác thôi các bạn. À, sang kênh 2 nha, kênh 2 nha. 1, 2, ok. Ta. Trời ơi nè các bạn ơi. Ủa cái này là gì đây? Đây là chỉ là máy gấp trứng vàng á, máy quả trứng vàng mà chỉ cần đạp điều khiển ở đây là sẽ điều khiển được cái tay gấp ở này, xong mày bấm cái tay gấp ở trên các bạn ơi. Ok, để bây giờ mình di chuyển coi. Ồ, cái này là di chuyển nè, còn nào gấp này đúng không? Đúng rồi. Ôi, trời gấp lần hai quả luôn kìa. Wow. Trời ơi, tao nói nó xịn gì đâu. Ê, đạp coi. Chừng nha, mày gấp trúng TNT là nổ nha. Rồi sao mà dính được? Sao mà dính được chú? Ok, gấp nè, gấp đây coi. Gấp. Rồi xong gấp trượt rồi. Rồi đây, này miếng xin lên miếng xíu rồi các bạn. Đụng. Ủa đụng chưa? Đụng xíu rồi nè. Rồi gấp. Nè, vô. Ủa vậy gấp vậy. Trời ơi. Xíu nữa. Ok được rồi. Vô nè, gấp dính nè. Ôi, ghê trời. Dính hoài. Rồi qua đây. Ba quả kìa. Rồi các bạn thấy tôi bờ rồi chưa? Nếu các bạn thấy tôi bờ rồi đừng quên. Ôi, bình luận phía dưới nha. Ok. Qua đây miếng rồi. Giờ xích lên xíu nữa. Qua đây. Ủa đi quá rồi, lao quá rồi. Ấy chết rồi. Ôi. Kéo lên rồi. Rồi. Vô. Ok. Rồi qua đây miếng. Rồi gấp. Đó đúng không? Đích chính nè. Ê trời. Ủa mấy chỗ khác nhìn ghê quá các bạn ơi, nhìn ghê quá các bạn ơi. Ok, để tôi qua. Lùi lên một miếng các bạn. Đó, ok rồi. Gấp. Rồi sao? Đâu. Trời ơi, học rồi. Miếng núp dở em biết núp. Đó, rồi dính nè. Dính nè. Ghê chú. Tao gà đi gì? Dẫn tao, tao gà đi. Rồi còn 3 quả à, còn có 3 quả là thắng rồi đó. 3 quả. Ôi. Rồi, sợ nha. Gấp. Ôi luôn. Chết tôi gấp ngu rồi nhưng mà không sao. Quan trọng là tôi còn nãy giờ mày được nhiêu quả rồi, nãy giờ mày được nhiêu quả rồi. Hình như tao nhớ là tao được 1, 2, tao không nhớ rồi mày ơi. 4 quả rồi, mày được 4 quả rồi đó. Bây giờ mày phải gấp đủ 5 quả. Bây giờ mày nổ một cái nữa là đi á nha. Phải chừng nổ cái nữa thua luôn đó. Ok được rồi. Gấp tôi nè, gấp tôi. Wow. Yeah. Sẵn rồi. Quá là đơn giản, Toga TV và mày nghĩ. Đừng. Mày tự phá nha chứ tao không có phá gì hết nha. Trời ơi. Mày thắng rồi. Đúng là thử thách quần tô gà quá đổi là bình thường. Trời ơi, các bạn phải qua của mình xem nó mới căng thẳng nè. Trên số 1 hãy xa. Wow. Vào đi. Ủa? Đi bước vào. Thì thử thách của mày là phải đi làm sao đi trên đường đỏ nha. Đó, TV bên kia, điều khiển bên này. Nhiệm vụ của mày là mày phải đi làm sao cho cái điều khiển nó đi trên cái đường đỏ là thứ nhất. Thứ hai là mày phải né cái những cái lava đó. Không thôi là một là mày sẽ chết, hai là mày sẽ chết. Ủa, cái điều khiển lên đầu tao nè, điều khiển lên đầu tao nó nhúng nè. Trời khó vậy. Mình nhìn mình đi sao không, đi có, trời. Không. Rồi nhảy qua. Ôi. Trời, các bạn nhìn giống như mình đang chơi video game vậy các bạn. Trời, nhìn vui không? Rồi cái này mới khó nè. Cái này mới khó nè. Chạy ngu quá các bạn ơi, đúng là ngu thiệt sự. Trời ơi, về lại cho cũ rồi. Đó, chơi lại đi chơi, chuyện nào được thì thôi nha. Trời ơi, làm nhanh đi. Ôi. Thuộc đường rồi chú. Ok. Thuộc đường thì qua đây, thuộc đường. Ôi. Ôi. Hay dạ. Ôi, cái điều khiển sắp lọt ra ngoài nha, coi chừng nha. Ôi. Ghê. Ôi các bạn ơi, nhìn không cái gì mình đang chơi video game ở trên là giống như kiểu. Ôi. Ghê.
ơi. Khỏi chỉ đi. Thôi ơi, gần ra đã vượt qua được cái bảy thứ nhất của mình rồi, cái kênh thứ nhất của mình. Rồi thì các bạn thấy cái kênh TV này của mình thì sao, đừng quên bình luận phía dưới nha. Ờ, tao bấm nha, tao bấm nha. Chiến kênh. Đó, cái điều khiển đã mất rồi, và bây giờ qua kênh mới nè các bạn ơi. Ôi, gì vậy? Ok, chậm lại rồi. Chào mừng mày đến với kênh thứ hai của tao, kênh là gọi là đưa cái TV bao bên kia, mà miễn sao mà không dính những cái này là được rồi. Rồi mày ngồi lên đó, đúng rồi. Mày bây giờ quan trọng là mày phải nhảy làm sao để cho né khỏi những cái tia điện dính vô cái TV. Trời ơi. Đụng đầu mà chết. Trời ơi, cái tivi cũng bự nhưng mà không bự để mày nhảy full hết đâu. Trời ơi. Tivi cháy rồi. Tivi cháy rồi nha, mày đừng để tivi nó mất cái tivi cái là mày khỏi nhảy nha con. Rồi né đi, né cho kỹ vô. Ôi. Trời ơi, gần quá đi con đâu bạn ơi. Rồi đó. Ôi. Ghê vậy trời. Thắng rồi nè. Các bạn thấy tự tách thứ hai của mình như thế nào thì quên bình luận phía dưới nha. TV này đúng là xịn mà. Rồi rồi, qua cái TV thứ ba nè, qua kênh thứ ba nè. Đây chính là cái kênh thứ ba nè. Được rồi, bây giờ mình sẽ cầm cái vợt này, mỗi đứa sẽ được một cái vợt để dùng để đánh. Hiểu không? Hay ạ. Nhiệm vụ của mình là đánh cái vợt này vô khung thành, đánh cái quả cầu vô khung thành. Hiểu chưa? Ơi, cái này là bóng bay mà sao mày ở dưới hoài tao gà. Ờ, bay lên hả? Ok. Chưa vô nha mày. Sao? Được rồi, chuẩn bị nha. 1 2 3. Ôi mày. Ôi trời ơi. Ê, đánh lại. Ai? Trận thứ ba rồi. Yeah. Mày muốn năm trận. Rồi đánh đây. Ai cha. Trở lại cha. 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 hai đều mà thôi. Ây da, còn sao nó vô lúc sau luôn rồi. Chẳng quyết định nè, xem đây. Mày thích đánh vô. Ai? Nãy giờ bay được không bay mà đánh, tự nhiên nó ngươi ở dưới nó đánh các bạn ơi. Yeah, mình là người chiến thắng rồi. Bye bye Toga. Trời ơi, ok. Thì các bạn thấy những cái bẫy này của mình sao thì đừng quên bình luận phía dưới nha. Còn nói chung thì video của mình có như đây, và các bạn đừng quên like blog mình go của mình, đăng ký kênh blog mình go của mình, đó chính là WinUpGo nha các bạn. Thì ok, tạm biệt các bạn nha. Bye bye.